Hàng ngày, chúng ta cùng chứng kiến diện mạo của các thành phố trên khắp đất nước không ngừng thay đổi. Ngày càng nhiều công trình lớn có kiến trúc hiện đại được xây dựng. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về xây dựng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng. Để hiện thực hóa được chủ trương lớn này, cần các loại vật liệu xây dựng hiện đại thân thiện với môi trường, trong đó cửa đóng một vai trò quan trọng. Sự xuất hiện của thương hiệu Eurowindow đúng thời điểm đất nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ đã làm nên cuộc cách mạng về cửa. Từ quan niệm cửa chỉ để che mưa, che nắng, che gió, nay đã được thay đổi thành cửa cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với xu thế phát triển công trình xanh, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị Việt Nam. Ông cha ta có câu, một năm làm nhà, 3 năm làm cửa. Điều đó cho thấy cửa là một bộ phận quan trọng của ngôi nhà. Trước đây, đối với những ngôi nhà truyền thống, cửa thường được làm bằng gỗ, mở quay ra ngoài, kết hợp với song sắt và chớp gỗ. Còn những ngôi nhà có kiến trúc sang trọng hơn thì cửa được thiết kế trong kính ngoài chớp, ở giữa có song sắt và cửa gỗ thông phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng cửa gỗ, cửa nhôm thấp cấp tồn tại nhiều hạn chế. Năm 2002, Eurowindow bắt đầu đưa các sản phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế vào thị trường Việt Nam. Cửa hiện đại không dùng song sắt hoặc chớp gỗ mà được thay bằng kính an toàn, kính cường lực, kính cản nhiệt. Hộp kính được bơm khí trơ để giảm sự truyền âm, truyền nhiệt, có phụ kiện với chốt đa điểm, bản lề 3D giúp cửa đóng mở được đa chiều. Gioăng kép chống lão hóa gắn trên khuôn và cánh cửa. Khi đóng, cánh được ép chặt lên khuôn đảm bảo độ kín khít, tạo khả năng cách âm, cách nhiệt cao. 15 năm có mặt trên thị trường, từ sản phẩm cửa UPVC, Eurowindow đã phát triển thêm các dòng sản phẩm cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa nhôm gỗ, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa tự động, cửa cuốn, cửa thủy lực, sản phẩm kính, sàn gỗ, sản phẩm nội thất. Sản phẩm cửa Eurowindow đáp ứng được các tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, có nhiều tính năng ưu việt nên đã được nhiều khách hàng, chủ đầu tư lớn tin tưởng sử dụng trong hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước như các tòa nhà công sở, văn phòng, cảng hàng không quốc tế, bệnh viện, trường học, biệt thự, chung cư cao cấp. Với những thành tích trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Eurowindow đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua, nhiều năm liên tiếp được công nhận thương hiệu quốc gia, danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu, top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam cùng nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, giải thưởng lớn nhất mà Eurowindow nhận được chính là niềm tin của người tiêu dùng trong suốt thời gian qua. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Eurowindow thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực và xác định đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty. Hơn 4.000 cán bộ công nhân viên của Eurowindow, bao gồm các chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề được đào tạo bài bản. Eurowindow đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xem đây là biện pháp nâng cao nội lực hiệu quả nhất. Trong đó, Eurowindow nhấn mạnh và coi trọng sự trung thực, bởi sự trung thực với khách hàng và trung thực với bản thân là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí đánh giá đối với mỗi cán bộ công nhân viên. Các hoạt động tương thân tương ái trong đại gia đình Eurowindow được thể hiện qua các đợt phát động ủng hộ những trường hợp khó khăn, gia đình có hoàn cảnh éo le. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức những chương trình thiện nguyện, ủng hộ hướng về cộng đồng. Có thể nói, đây chính là một trong những yếu tố góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Eurowindow. Với định hướng đúng đắn của những người đứng đầu, tầm nhìn của Eurowindow là tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm vật liệu hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế. Trải qua hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, Eurowindow đã và đang đóng góp sức mình vào công cuộc làm thay đổi diện mạo của đất nước để môi trường sống và làm việc xanh hơn, đẹp hơn, văn minh hơn và Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn. Eurowindow, thương hiệu quốc gia, 15 năm phát triển cùng đất nước.